Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự 19 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Chiều nay, phát biểu tại buổi tiếp đại sứ, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Frans Jensen nhân dịp đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng hơn nữa với EU. Với tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng mong muốn và đề nghị hai nỗ lực thúc đẩy việc phê chuẩn và triển khai hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU, cũng như nỗ lực thiện chí trong đàm phán những nội dung còn lại của hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam để kết thúc đàm phán. Cùng với việc hoàn tất đàm phán và ký kết hiệp định thương mại tự do, Thủ tướng cũng đề nghị EU công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Bên cạnh đó, hai bên cần hợp tác mạnh mẽ để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, viện trợ phát triển, hợp tác và ủng hộ trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Đại sứ Frans Jensen cũng cho rằng EU và Việt Nam có hợp tác chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển mạnh. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU tăng trung bình 15% mỗi năm. EU cũng cam kết hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong 7 năm tới với mức cao hơn 32% so với giai đoạn trước. Đại sứ cho biết hiện đã có thêm hai nước phê chuẩn hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU, nâng tổng số nước EU phê chuẩn lên 23 trên 28 thành viên EU. Và với những tiến bộ đáng kể trong đàm phán hiệp định thương mại tự do, hai bên tin tưởng và hy vọng sẽ nhanh chóng kết thúc đàm phán và ký kết hiệp định. Việc phê chuẩn hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU và ký hiệp định thương mại tự do sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác về kinh tế, thương mại giữa hai bên và sẽ có một dòng đầu tư cao hơn rất nhiều từ EU và Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh, hai bên có nhiều điểm khác biệt về trình độ phát triển, nhưng chúng ta có rất nhiều điểm chung về hợp tác. Đại sứ Frans Jensen cho biết EU rất quan tâm về vấn đề Biển Đông, cũng như kiên định lập trường của mình là mọi tranh chấp giữa các bên liên quan phải giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.